Tone Foundation đã công bố một đợt airdrop token Tone trị giá 600.000 USD cho các trader và holder NFT trên mạng. Gã khổng lồ tài chính toàn cầu Stripe mới đây đã thông báo sẽ bổ sung hỗ trợ cho stablecoin USDC sau 6 năm ngừng hỗ trợ Bitcoin. Hàng loạt dữ liệu mới cho thấy dấu hiệu Open Mainnet ngày càng rõ nét. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Các nhà phát triển Solana được cho là đang giáo diết chuẩn bị khắc phục tình trạng gia tăng giao dịch thất bại gần đây bằng cách triển khai bản sửa lỗi dự kiến trước khi kết thúc tháng 4. Trước đó, giữa cơn sốt meme coin, mạng Solana đã phải vật lộn với các vấn đề tắc nghẽn dẫn đến sự chậm trễ đáng kể và tỷ lệ giao dịch thất bại đáng kinh ngạc là 75%. Trong khi đó, Anatoly Ikovenko, đồng sáng lập Solana, cũng đã lên tiếng đảm bảo với cộng đồng rằng nhóm phát triển đang nỗ lực tạo ra các giải pháp mới với các bản vá phần mềm đang được tiến hành. Hơn nữa, hướng tới việc giảm tắc nghẽn là phát hành bản cập nhật 1.18 theo kế hoạch vào tháng 4, nhằm mục đích tăng cường lập kế hoạch giao dịch để cải thiện tính xác định với mục tiêu hợp lý hóa quá trình xử lý và giảm thiểu tắc nghẽn. Giá Son cũng không quá lạc quan trong bối cảnh trên. Token này đã giảm hơn 25% giá trị trong 30 ngày qua. Tính đến chiều nay, Son đang giao dịch ở mức 140,4 USD, tăng gần 2% trong ngày. Trong một động thái mới, tổ chức đứng sau mạng The Open Network, hay còn gọi là mạng Tone, Tone Foundation, đã công bố một đợt airdrop token Tone trị giá 600.000 USD cho các trader và holder NFT trên mạng nhằm nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng trong hệ sinh thái. Airdrop nhắm mục tiêu đến các trader và holder tích cực trên các thị trường NFT Getgames, X-Ray và Tone Diamond NFT của mạng Tone trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4. Tiêu chí phân phối airdrop sẽ dựa trên số điểm kiếm được từ các hoạt động, bao gồm số lượng bộ sưu tập NFT được giao dịch, tổng khối lượng giao dịch NFT và số lượng giao dịch NFT được thực hiện. Những nỗ lực này rất quan trọng vì mặc dù Tone đã tăng vọt để lọt vào top 10 từ điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, nhưng các số liệu on-chain của nó vẫn còn yếu. Tổng giá trị tài sản bị khóa, hay còn gọi là TVL trên mạng, hiện chỉ ở mức 154,18 triệu USD và khối lượng giao dịch on-chain là 16.380 USD, khá nhỏ so với các blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu khác. Do đó, mạng Tone có thể sẽ tăng cường các chương trình tích hợp và khen thưởng để cải thiện hoạt động trên mạng. Một báo cáo từ S&P Global Rating đã chỉ ra rằng dự luật mới tập trung vào stablecoin hiện đã được trình lên Thượng viện Hoa Kỳ có thể khuyến khích các ngân hàng đổ xô vào thị trường stablecoin. Các đề xuất được nêu ra trong Payment Stablecoin Act được giới thiệu trước Thượng viện vào ngày 17 tháng 4 có thể khuyến khích các ngân hàng tham gia phát hành các stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ và có khả năng gây rắc rối cho các tổ chức phát hành stablecoin lớn như Tether. Cụ thể, Payment Stablecoin Act của Loomis Gillibrand đã đề xuất đưa ra giới hạn phát hành 10 tỷ USD đối với các công ty stablecoin phi ngân hàng, cấm các stablecoin thuật toán, cũng như yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải nắm giữ tiền mặt 1:1 hoặc dự trữ khối lượng tiền mặt tương đương. Theo báo cáo, giả sử dự luật được phê duyệt và các quy định ngân hàng liên quan được tuân thủ, các quy định mới có thể mang lại cho các ngân hàng lợi thế cạnh tranh hơn so với các tổ chức không có giấy phép ngân hàng, vì chỉ được phát hành tối đa 10 tỷ USD. Với mức vốn hóa thị trường là 110 tỷ USD và hiện là nhà phát hành stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ lớn nhất trên thị trường, Tether được cho là sẽ đối mặt với nhiều rắc rối do dự luật. Theo S&P Global, do được phát hành bởi một tổ chức không phải của Hoa Kỳ, nên Tether không phải là loại stablecoin thanh toán được phép theo dự luật được đề xuất. Vào hôm nay, phiên bản API 1.37 đã chính thức có sẵn cho tất cả các pioneer trên toàn cầu, vá một số lỗi đang tồn tại và cải thiện hiệu suất tổng thể của ứng dụng. Song song với loạt đợt update gần đây, Pico Team cũng đang tích cực di chuyển lượng lớn Picoin về mainnet cho các pioneer đã vượt qua KYC. Theo dữ liệu từ PDOS, trong 24 giờ qua đã có tổng cộng 15.658.764 Picoin được chuyển về các ví mainnet và con số này hiện vẫn đang tăng theo từng giờ. Trong khi đó, cũng đã có đến 28.578 ví đã được di chuyển sang mainnet, nâng tổng số ví mainnet lên 5.168.488 ví. Trong ngày 26 tháng 4, số lượng ví P-Network mới được tạo cũng tăng mạnh, chạm mốc 28.578 ví. Có thể thấy, tốc độ đang dần được tăng tốc khi Pico Team tập trung hoàn thiện mạng lưới hướng tới Open Mainnet được mong đợi trong năm nay.
Gã khổng lồ tài chính toàn cầu Stripe mới đây đã thông báo sẽ bổ sung hỗ trợ cho stablecoin USDC sau khi chứng kiến thị trường stablecoin bùng nổ vào tháng 3. Sau 6 năm kể từ thời điểm ngừng hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin, Stripe đang hướng tới việc kết hợp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử vào các sản phẩm của mình. Theo thông báo, USDC sau khi được tích hợp sẽ trở thành một công cụ chính trong giao dịch tiền điện tử giữa những người dùng Stripe, cải thiện tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với stablecoin. Thị trường stablecoin đang chứng kiến vốn hóa tăng lên trong bối cảnh thị trường chung biến động, đạt 160 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022 khi Terra sụp đổ. Khối lượng giao dịch stablecoin cũng đạt mức cao kỷ lục mới trên các sàn giao dịch tập trung, tăng 98,9% lên mức 2,18 nghìn tỷ USD. Thị trường tiền điện tử vào chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2,484 nghìn tỷ đô la, tăng 1,1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 64.219 đô la, tăng 0,8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.131 đô la, tăng 1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 604 đô la. Chris Lichven xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.